Rồi, xin chào bạn con. Thầy có nhận được một câu hỏi của một bạn lớp 6 nhờ thầy hướng dẫn giải cái bài tập liên quan đến giá trị nhỏ nhất. Đề bài là tìm n thuộc z, tức là n là số nguyên, sao cho cái biểu thức là 6n trừ 1 trên 3n cộng 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Thực ra thì thầy cũng không biết là bọn con học ở trên lớp hay là chỗ học thêm hay là ôn thi học sinh giỏi mà nó có những cái bài nâng cao như thế này. Chứ so với lớp 6 thì thầy thấy nó hơi khó đấy. Các bài quen thuộc mà chúng ta học đó là kiểu là 6n trừ 1 chia cho 3n cộng 2 thuộc z, tức là nó có giá trị nguyên nhá. Có giá trị nguyên thì cái bài này làm cũng khá đơn giản. Mình tách thành 6n cộng 4 rồi trừ đi 5 chia cho 3n cộng 2. Sau đó mình tách thành là 2 trừ đi 5 trên 3n cộng 2. Rồi nếu cái bài thuộc z này này thì mình chỉ cần cho 5 trên 3n cộng 2 thuộc z thôi là xong, đúng không? Rồi 3n cộng 2 thuộc vào ước của 5. Thế là mình giải quyết được. Đây là bài cơ bản trong phần lớp 6. Nhưng mà cái bài mà yêu cầu giá trị nhỏ nhất thì chúng ta phải suy nghĩ một tí. Tất nhiên là mình vẫn sẽ đi theo ý tưởng như thế kia. Để mình dựa vào cái việc là số 2 nó cố định rồi, mình sẽ đi đánh giá cái này sao cho nó mắc min ở cái chỗ đó, được không? Ý tưởng thì vẫn là như vậy thôi. Bây giờ thầy biến đổi này, a bằng 6n trừ 1 chia 3n cộng 2 bằng 6n cộng 4 trừ 5 chia cho 3n cộng 2. Tại sao thầy lại tách thế? Tại vì thầy muốn là 6n cộng 4 nó vào một chỗ, chia cho 3n cộng 2 riêng ra, rồi cộng với âm 5 chia cho 3n cộng 2. Thì cộng hai phân số cùng mẫu thì mình cộng tử với tử mà. Thế rồi, cái chỗ này thầy lại đặt 2 ra ngoài, bên trong là 3n cộng 2, dưới mẫu là 3n cộng 2 cộng với âm 5 trên 3n cộng 2. Thì thầy xóa cái kia đi nhá. Phần này phần nháp thôi mà. Kết quả của chúng ta vẫn là gì? 2 cộng với âm 5 chia cho 3n cộng 2. So với lớp 6 thì câu này được đánh giá là cũng nâng cao. Còn tất nhiên thầy có thể dùng kiến thức lớp 12 để hiểu cái bài này nó như một cái hàm số ấy, thì thầy sẽ nhanh ra kết quả hơn. Nhưng mà giảng theo kiểu hàm số thì bọn con không hiểu được, nên thầy sẽ phải cố nói theo kiểu lớp 6, lập luận đánh giá thế nào đấy để mà tìm ra được giá trị nhỏ nhất. Mấu chốt ở lớp 6 là n thuộc z nhá. N thuộc z tức là số nguyên. Thế mà z của mình thì gồm những cái số gì? Chấm 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 này, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Đấy, mình viết ra để mình suy nghĩ. Thế thì bây giờ mình bắt đầu lập luận một chút nhá. Bắt đầu lập luận một chút. Hoặc trước đó là mình sẽ có cái thao tác là mình nháp đi, mình mò mẫm, mình tìm lời giải, đúng không? Mình làm bài thì đâu phải là oạch một phát, đọc đề bài xong cứ thế ngồi viết ra đâu. Làm gì có ai mà biết làm như thế. Biết làm như thế thì chỉ có mà biết đề trước thôi. Còn trong quá trình làm toán là mình phải thử này, mình phải mò này, mình phải nháp này, mình phải biến đổi nọ kia này. Không được thì mình làm lại, mình nháp theo hướng khác. Mà được thì mình làm tiếp. Đấy là cái quá trình mà mình làm thật. Ví dụ bây giờ A thì bằng 6N trừ 1 trên 3N cộng 2. Thầy nháp này, thầy nháp với n như thế này thì a như thế nào? Đấy, vài cái giá trị ra để mình có cái cảm nhận về mặt giá trị, thì từ đó mình mới dự đoán xem nhỏ nhất là cái gì, rồi mình mới đi tìm giá trị nhỏ nhất đấy, đúng không? Ví dụ n bằng 0, thay vào đây 6 nhân 0 trừ 1 trên 3 nhân 0 cộng 2 thì nó ra âm 1/2. Thế rồi n bằng 1 thay vào đây là 5, 5 chia 5 là ra 1. N bằng 2 thay vào đây 11 phần mấy? Phần 8. N bằng 3 thay vào là 18 trừ 1 còn 17. 17 phần mấy? 33 là 9, 17 phần 11. N bằng 4 thay vào 24 trừ 1 còn 23. 4 thay vào đây 43 12 cộng 2 là 14. 5 xem nào. 29 phần 17. Vân vân.
Như vậy là mình thử 0, 1, 2, 3, 4, 5 thì mình thấy các giá trị này nó dương 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 1, âm 1 phần 2. Vậy đây có vẻ là cái giá trị nhỏ nhất. Thì mình cứ để đây đã. Mình lại thử tiếp N với A. Bây giờ mình thử âm 1 xem nào. Âm 1 thay vào đây. Tử nó là bao nhiêu? Tử là âm 7. Mẫu là âm 1. Thì nó ra 7. Âm 2 xem nào. Nó là âm 13. Âm 13 mà chia cho âm 4. Thế nó 13 phần 4. Nhá. Âm 3 xem nào. Âm 3 thay vào đây là âm 19. Âm 19 dưới này là âm 7. Vậy là 19 phần 7. Âm 4 xem nào. 46 24 với 1 là 25. Âm 12 cộng 2 là âm 10. Vậy nó là phần 10. Vậy nó cũng dương 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 dương. Thế âm 5 xem nào. Âm 5 là âm 31. Dưới mẫu là 5 3 15 là âm 13. Thì nó lại thành 13. Tức là thầy đang thử là âm với âm là chia đi rồi đấy nhá. Nó ra dương đấy. Nháp mà, nháp nhanh thôi. Bọn con cũng nháp thử ra ngoài đi cho nó hiểu. Thế thì mình thử thấy các số nguyên đây, các số nguyên đây, số nguyên dương với số 0 đây, số nguyên âm đây, thì mình thấy nó toàn dương 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 hết, nên nó lại lòi ra cái số này là nhỏ nhất. Vậy thì phải chăng đây chính là kết quả? Đấy, đúng không nào? Rồi, ok. Thì sau khi nháp rồi mình mới có cái hướng để mà mình trình bày vào lời giải. Bây giờ thì thầy sẽ nói thế nào cho nó dễ hiểu đây nhá. Thì thứ nhất, nếu N thuộc vào tập các số âm 1, âm 2, âm 3, chấm 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 thì 3N cộng 2 là nhỏ hơn không? Âm 1 thay vào đây, âm 2 thay vào đây, âm 3 thay vào đây, âm. Như vậy là cái mẫu này nó sẽ bị âm. Mẫu này âm ấy thì ta mới suy tiếp ra là trừ 5 trên cho 3N cộng 2 nó lại dương. Tại vì là âm chia âm thì ra dương. Thế khi nó dương rồi ấy thì ta mới suy ra biểu thức A bằng 2 cộng với âm 5 trên 3N cộng 2 nó sẽ lớn hơn 2. Số 2 mà cộng với một số dương thì chắc chắn nó lớn hơn 2. Nhá. Nó lớn hơn 2 để làm gì? Để tí nữa mình thấy rằng là nó không thể nào mà nhỏ nhất được. Cái nhỏ nhất nó phải nằm ở trên này. Rồi tiếp tục. Nếu xem nào. Nếu n lớn hơn hoặc bằng 1 đi được không? Nếu n thuộc vào cái tập 1, 2, 3, vân vân thì sao? Mình thấy cái giá trị này nó cứ lớn hơn 1 đây này. Mình nghĩ cách nào mà mình lập luận cho nó lớn hơn 1 được? Thì cái A bằng 6n trừ 1 trên 3n cộng 2 thầy lại làm thế này. Thầy tách thành 3n cộng 2 chia 3n cộng 2 để cho nó ra số 1. Thì tại sao thầy lại nghĩ ra số 1? Tại vì thầy nháp vào cái bảng này thầy thấy nó có số 1 này. Xong bắt đầu nó lớn hơn 1, lớn hơn 1, lớn hơn 1, lớn hơn 1. Bởi vì tử lớn hơn mẫu mà, tử lớn hơn mẫu, tức là toàn là số lớn hơn 1 thôi. Vậy thì sẽ tách thế này rồi cộng với 3n trừ 3 chia cho 3n cộng 2. Bọn con theo dõi mà xem nhá. Mẫu giống nhau rồi, cộng hai phân số cùng mẫu thì mình cộng tử với nhau. 3n cộng 3n ra 6n. Dương 2 cộng với âm 3 thì ra âm 1. Đó. Vậy chỗ này sẽ bằng 1 cộng với 3n trừ 3 trên 3n cộng 2. Vì đây này. Đấy. N lớn hơn hoặc bằng 1 nên suy ra 3n trừ 3 chính là 3 nhân với n trừ 1 nó sẽ lớn hơn bằng 0. Vậy tức là lúc này 3n trừ 3 trên 3n cộng 2 dương. Và lúc này suy ra A bằng 1 cộng với 3N trừ 3 trên 3N cộng 2 sẽ lớn hơn bằng 1. Đấy, lớn hơn bằng 1. Như vậy là khi mà cái tập số nguyên của mình ấy, thầy chia làm 3 phần. Cái phần âm thì lập luận ở đây rồi. Phần dương thì lập luận ở đây rồi. Còn mỗi số 0 thì thầy chưa lập luận thôi. Thì thầy làm nốt trường hợp thứ 3. Dấu chấm thứ ba. Nếu n bằng 0 thì a sẽ bằng, thay 0 vào đi, thay 0 vào, 6 nhân 0 trừ 1 chia cho 3 nhân 0 cộng 2. Kết quả a bằng âm 1 phần 2. Ta có. Thế chốt 3 trường hợp như thế này. Với n
mà thuộc vào các số âm là âm 1, âm 2, âm 3, vân vân, thì A lớn hơn 2. Với N bằng 0 thì A bằng âm 1 phần 2. Với N thuộc vào tập hợp 1, 2, 3, vân vân, thì A lớn hơn 1. Vậy A nhỏ nhất chính là âm 1 phần 2. Trong ba cái dòng này thì ta thấy cái nào nhỏ nhất? Đây chính là nhỏ nhất, đúng không? Khi nào? Khi n bằng 0. Vậy đáp số của mình cho cái bài này, tìm n thuộc Z sao cho A nhỏ nhất, thì kết quả chính là gì? N bằng 0 và A nhỏ nhất chính là bằng âm 1 phần 2. Đấy, thầy chữa cái bài này cho bọn con như vậy. Vì là bài nâng cao nên là cũng có những chỗ nó sẽ hơi khó hiểu đối với các bạn khác. Thế thì chỗ nào không hiểu thì bọn con có thể hỏi. Còn chỗ nào bọn con hiểu được thì tốt quá rồi nhá.